mình là Vân Anh, mình làm ở trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng. Hiện tại mình đang có hai con sinh đôi, sinh năm 2012, học lớp 3, đang học tại trung tâm tiếng Anh Atlantic. Theo chị thì trường Atlantic, nhất là khóa tiểu học, là một khóa mới đào tạo các con, nhưng mà chị cảm thấy rất hài lòng và tin tưởng, bởi vì cái đánh giá của các cô giáo ở trong trường thì chị đã nhìn thấy cái sự tiến bộ con vượt bậc, nên là chị cảm thấy hài lòng và chị vẫn mong là trường Atlantic sẽ hỗ trợ con nhiều hơn trong quá trình học tập. Và chị cảm thấy có một điều rất hài lòng ở Atlantic, đó là trường Atlantic là một khóa đào tạo hệ thống tiểu học mới nhưng mà quá tuyệt vời so với mong đợi của chị. Cảm ơn trường. Con mình đến lớp thì thông thường là mình cho con đi học chính xong rồi 5:30 đến lớp. Thì đến lớp thì con được học rất nhiều thứ. Ví dụ như là con về con nói với mình là con được học tiếng Anh của giáo viên người Việt Nam và giáo viên người nước ngoài kết hợp với nhau để giảng dạy cho con. Được giữa vui chơi và học đồng đều với nhau, và con cảm thấy rất là thích thú học ạ. Con học cả từ vựng và tiếng Anh bản địa của người nước ngoài nữa, nên là con cảm thấy rất thích thú kết hợp giữa các môn. Mình về thì mình có hỏi con và nghe con nói là giáo viên người nước ngoài và giáo viên người Việt Nam ở đây có phương pháp kết bạn rất là hay. Các giáo viên thì thông thường gọi các con đứng dậy và cho các con nói về tên của mình, sở thích và nguyện vọng của các con mỗi giờ học, mỗi tiết học, và các con thích cái gì, và trình bày nguyện vọng với cả các cô và các bạn. Thế nên là mình cảm thấy rất là thích. Con tiếp xúc với giáo viên nước ngoài thì thông thường là con tiếp xúc với giáo viên nước ngoài là song song với cả giáo viên người Việt Nam. Khi mà tiếp xúc với giáo viên người nước ngoài thì có một số chỗ mà con tiếp xúc mà giáo viên người nước ngoài chưa được hiểu ấy, thì đã có giáo viên sự trợ giúp của cô Nguyễn Minh Hiếu là giáo viên người Việt Nam song song ở trong lớp để giải thích cho con hiểu hơn về cái cách giảng dạy của giáo viên người nước ngoài, nên mình rất thích điều đấy. Bởi vì con vẫn còn bé, nó đôi khi nó chưa nắm được mọi thứ. Thế nên là giáo viên người nước ngoài đôi khi giải thích cho con bằng những hành động, bằng những ánh mắt nữa. Thế nên mình rất là thích. Nhà chị thì có hai bé, mỗi bé tiếp thu một cách khác nhau. Cái bé nữ ấy, thì lúc chưa đi học thì cô giáo có phản ánh là tư duy của con chị chậm. Thế nhưng mà sau khi đi học ở đây thì cô giáo đánh giá rất là tốt, tư duy của bé đã nhanh nhẹn hơn. Và cái điểm số của con chị cũng rất là tiến bộ, rất là nhiều điểm 9-10, và chị rất hài lòng vì điều đấy. Chị lúc đầu thì chị chưa tin tưởng, nhưng đến khi mà được bạn bè giới thiệu thì chị cảm thấy rất tin tưởng. Và đến khi con chị được đánh giá thì chị lại càng cảm thấy tin tưởng hơn. Và đánh giá một câu ngắn gọn là chị cảm thấy là tin tưởng và cảm thấy là hài lòng vì chất lượng dịch vụ của giảng dạy của trường mình. Five Star English, một công ty thuộc tập đoàn giáo dục Atlantic.